Không sao, khỏe Công đã tử, nước sôi đến rồi. lắm. Ra rồi kìa. Đứng dậy, chạy đi đâu nào? Ai đến hãm thích vậy? Quỳnh xem phi đao này giống hệt phi đao của cậu Trinh Trinh. Vì vậy có thể khẳng định tên thích khách vừa mới trốn thoát chắc chắn là con trai của cậu Trinh Trinh, cậu Vân. Thật ra xuất chiêu thì sẽ giết được rồi, kết quả là ngay cả Hắc Tâm cũng phải mất mạng. Tần Giản Tuyền phát hiện bọn đệ như thế nào? Trên đường về đây, đệ cũng không thể nghĩ ra. Tần Giản Tuyền đúng là một con cáo già. Bất kể thế nào, đệ cũng phải giết được hắn. Không, cầu dân à, không được manh động như vậy. Chuyện đột kích không bao giờ sai sót này cũng thất bại, chứng minh Tần Giản Tuyền là một gã cực kỳ khó đối phó. Chúng ta nên cùng thảo luận ra kế sách vẹn toàn. Nhưng đệ sợ hắn sẽ chạy mất. Ta để cho hắn thoát thân thêm một lần, cũng không nên bỏ cái mạng sống của chúng ta vào đó. Đúng vậy, câu này đệ tán thành, cẩn thận vẫn hơn. Cho nên không có lệnh của huynh, cậu dân. Đệ không được tự ý quyết định, sau này đừng ra khỏi cửa nữa. Họ đã nhận ra đệ rồi. Đệ cũng phải về Hàng Châu ngay thôi. Vậy thì đến lúc nào mới có thể ra tay? Chúng ta phải giải quyết xong mọi chuyện trong tay chúng ta trước đã. Đợi khi có một số trợ thủ đến đây mới tính. Cậu dân, đợi đi, nhất định phải đợi, đệ hiểu chưa? Vậy thì đệ đợi thêm vài ngày. Đúng rồi. Tần công tử, chào buổi sáng. Không sớm đâu, chúng tôi đã dậy hơi trễ. Công tử vừa mới nhắc đến ông đó, ông nghe lời lắm. Vừa mới nói thì ông đã đến rồi, sao rồi? Gặp được thích khách chưa? Tần công tử lập được công lớn, tên đó là một sát thủ nổi tiếng, biệt hiệu là Hắc Tâm. Hắn đã giết không ít người rồi. Quan phủ đang treo giải thưởng khắp nơi, không ngờ hắn im hơi lặng tiếng sau một thời gian, thì đã tìm đến chỗ công tử để nộp mạng. Nếu như đại nhân biết chắc là vui mừng lắm. Treo giải thưởng bắt hắn à? Treo bao nhiêu vậy? 1.000 lượng. Lần này thì tốt rồi. Nói đến thì tài hạ nghĩ ra, có món đồ này xin Tần công tử nhận cho. Tại sao Dương Bộ Đầu biết miếng ngọc bội của tài hạ đã đem đi cầm? Nghe tiện công tử nói, dư đại nhân nói là Tần công tử đã lập được công lớn cho thành Hàng Châu, dù sao cũng phải biểu hiện gì chứ, cho nên mới kêu tài hạ tìm đến tiệm cầm đồ để chuộc nó về đây. Hãy coi đây là phần thưởng nhỏ dành cho Tần công tử đi. Nếu công tử có thời gian thì hãy đem phiếu cầm đồ đến đó. Cảm ơn tình nghĩa của dư đại nhân và Dương Bộ Đầu. Vậy thì phần thưởng của Hắc Tâm lúc nào mới đưa cho chúng tôi đi? Đợi sau khi tài hạ bẩm báo với dư đại nhân thì tài hạ sẽ dâng lên ngay. Chúng tôi đang cần tiền sai đó. Chúng tôi được nhận cũng không hổ thẹn chứ, điều đó tất nhiên rồi. Nhưng nghe nói hôm qua có một tên thích khách đã trốn thoát. Tên trốn thoát là chủ mưu. Lúc sinh thời mẹ của hắn là nữ phỉ nổi tiếng trên giang hồ cầu Trinh Trinh. Trong lúc tài hạ còn làm tri huyện, bà ta đã chết trong tay tài hạ. Đây là phi đao, chỉ có hai mẹ con họ dùng thôi. Dương Bộ Đầu, ông từng gặp nó không? Trong vụ án mất cấp liên hoàn lần này, có người bị phi đao đánh chết, nhưng phi đao đều bị thu lại. Từ vết thương cho thấy rất có khả năng là loại phi đao này. Như vậy thì tốt rồi, phá được một vụ án mà giải quyết hai chuyện. Hôm qua mấy vị đã gặp hắn, có thể mô tả ra để bắt hắn không? Chuyện này Dương Bộ Đầu đừng nhúng tay vào, để tài hạ giải quyết. Vậy thì tài hạ xin cáo từ để trở về giao phó với Dương đại nhân. Cảm ơn Dương Bộ Đầu, đi thông thả nhé. Được. Dương Bộ Đầu, nhớ đem 1.000 lượng bạc đến đây, không quên đâu. Công tử, có bộ chủ mưu trong vụ mất cấp liên hoàn này chính là con trai của cậu Trinh Trinh. Chính là ta muốn làm ra sơ hở của giọng Nguyệt Trang từ chỗ này. Vậy thì chúng ta có cần về Lâm Hải không? Lâm Hải có quá nhiều hồi ức, cũng có thương cảm nhiều. Thanh kiếm của Lâm Bạch không biết có bị sét chưa? Cầm Phương và Kiếm Tú lúc nào cũng ở nhà, không biết có buồn không? Các người đáng đánh đòn lắm.
Cuối cùng cũng đến Hàng Châu rồi. Hai vị tiểu thư đã mệt rồi phải không? Có phải chúng ta nên tìm quán trọ trước không? Muội muội, trước đây muội đến Hàng Châu chắc là muội biết quán trọ nào tốt. Đó cũng là chuyện nhiều năm trước đây, nhưng muội vẫn còn nhớ ở Hàng Châu nhà họ Đào chúng ta có mấy cửa hiệu. Hay là chúng ta đến tìm họ trước để họ tìm quán trọ cho chúng ta. Vậy thì chiều nay chúng ta bắt đầu du ngoạn Hàng Châu đi. Được thôi. Tiểu thư yên tâm đi. Đã đến Hàng Châu thì mọi việc hãy để cho lão phu thu xếp. Sau cơm trưa, lão sẽ thu xếp chỗ ở cho tiểu thư. Lương Thúc Thúc à, tại sao con nhìn thấy khí sắc của Thúc không được tốt vậy? Tiểu thư à, lão đã thua lỗ trong một vụ mua bán, đang bị sức đầu mẻ trán đây. Người có sai sót, ngựa có lỡ chân, chuyện mua bán làm gì cũng có lời có lỗ mà. Nhưng lần này thì lỗ nặng lắm. Lương Thúc Thúc, chuyện như thế nào? Lão đã xem một bức sao chép tranh cổ như bức tranh thật, đưa một vạn lượng bạc cho người ta rồi. Vậy thì Thúc phát hiện như thế nào? Hôm qua thì đã quá ngày chuột, nên lão mới đem bức tranh đó ra nghiệm chứng lại. Quả nhiên là giả. Gạt được một vạn lượng bạc, chắc chắn là không về chuột rồi. Thần tiên cũng không giúp được đâu. Coi bộ đây là thuật lừa gạt rất cao minh. Người giở trò lừa gạt này tuyệt đối không đơn giản đâu. Báo quan chứ gì? Báo lên trên cũng là án chết. Tiệm cầm đồ chính là như vậy mà. Thật ra chúng ta là người đánh người ta, bây giờ thì đảo ngược rồi. Người ta đánh chúng ta, án chết khó giải quyết. Vụ án này chỉ có một người giải được thôi. Khúc mắc chết này, muội thấy dù Tần huynh có ở đây cũng chưa chắc giải được đâu. Tiền huynh à, huynh chỉ cần căn dặn dư đại nhân vài câu thì ông đã hao tốn không ít. Đệ cũng không cần phải bận tâm để kiếm tiền chuột ngọc. Công tử à, mới đệ sổ sách lại được ghi vào 1.000 lượng rồi. Lần này thì ngày tháng của chúng ta dễ sống rồi, cho nên mới nói cường đạo cũng có cái lợi của cường đạo. Thích khách cũng có ưu điểm của thích khách. Nếu ngày nào cũng có thích khách đến thăm thì tụi này phát tài rồi. Loại thích khách biết điều như hắc tâm này càng lúc càng ít rồi. Công tử, đến nơi rồi. Công tử, tiểu nhân trả lại phiếu cầm đồ cho công tử để rút ra mảnh giấy của Dương Bộ Đầu nhé. Đây là tiệm cầm đồ cao cấp, trong đó có không ít hàng hóa cầm cố quá hạn. Có thể vào trong nghiên cứu một lát đấy, đúng vậy. Đúng lúc giống như trong nhà tranh mái lá thường có nhân tài siêu việt. Đi nào, vào xem thử đi. Các vị đến cầm hàng hay là đến chuột hàng vậy? Hàng thì chúng tôi đã chuột về rồi, chúng tôi đến đây để trả phiếu chuột hàng. Kêu ông chủ của các người ra đây. Dạ được, các vị đợi một lát. Công tử, mời tiền huynh, mời. Bản sao chép này cũng có tay nghề lắm. Nếu không, người bắt nhạn như lão, tại sao có thể bị nhạn mổ vào mắt? Lương Thúc Thúc, con muốn nói chuyện kinh doanh này, tóm lại là có lời thì được rồi. Chuyện này Thúc đừng ghi trong lòng. Nhưng gương mặt già của lão bị đánh mất, phải đi đâu tìm về đây? Ông chủ Lương à, phía trước có 5 vị khách đến muốn gặp ông chủ, nói là đến trả phiếu cầm hàng. Vậy thì các vị xem tranh trước đi, lão đi sẽ về ngay. Được, đi thôi. Sau khi xong việc chúng ta uống một ly có được không? Được thôi. Các vị công tử, ông chủ, đây. Đây là phiếu cầm đồ. Đây là phiếu cầm cổ ngọc Dương Bộ Đầu đã chuột đi trước phải không? Đúng vậy. Chính là phiếu cầm đồ đấy. Ông thu lại đi, lão sẽ giữ lại. Đây là mảnh giấy Dương Bộ Đầu để lại. Chính là tấm này rồi. Xé nát nó đi. Các vị, còn có chuyện gì nữa không? Ông chủ, bây giờ không ai nợ ai. Ông còn kiếm được tiền, tại sao có vẻ mặt ô sầu như vậy? Lão vừa mới lỗ mất 1 vạn lượng bạc. Còn nói kiếm được gì nữa? Chủ tiệm cầm đồ các ông đều rất tinh khôn. Sao lại để tổn hao nhiều ngân lượng như vậy? Lão đã xem một bức tranh giả như thật, trả cho hắn 1 vạn lượng bạc. Hôm qua thì đã đến ngày chuột. Xong rồi. Chắc chắn là xong rồi.
Ông chủ à, đó là một bức tranh như thế nào? Sao có thể gạt được pháp nhãn trong nghề như ông? Ngược lại tại hạ có hứng thú muốn biết lắm. Ông chủ, có điều gì bất tiện sao? Bằng hữu của Dư tri phủ, dù là bất tiện cũng phải tiện mà. Chư vị, xin mời. Tranh sao chép này vẽ được lắm, chắc là... Tiểu thư, có mấy vị bằng hữu muốn xem bức tranh này? Họ là bằng hữu của tri phủ đấy. Thúc mang đi đi. Được. Giống như thật lắm. Đề tên là Dương Duy. Tranh của Dương Ma Cát. Trong thơ có tranh, trong tranh có thơ. Còn không phải sao? Giống y như thật. Có thể nói đây là tranh sao chép thượng hạng. Nó đáng giá bao nhiêu vậy? Nhiều nhất cũng không quá 100 lượng, nhưng lão đã trả một vạn lượng. Một vạn lượng. Ông chủ, nếu tại hạ có thể tìm lại số ngân lượng là tổn thất của ông, thì ông sẽ cảm ơn tại hạ như thế nào đây? Nếu có thể tìm lại thì ngân lượng đó tôi xin chia cho công tử một nửa. Cậu này có thật không? Thật chứ. Được. Khẩu khí của người này không nhỏ chút nào. Bây giờ người khoác lác đều như vậy. Ở Hàng Châu này không chừng có người tài thật đấy. Ông chủ à, chỉ cho tài hạ một nửa ngân lượng, ông vẫn bị thiệt. Như vậy đi. Nếu tài hạ tìm được số ngân lượng đó thì tiền vốn sẽ là của ông. Ông không lỗ nữa. Tiền lời sẽ là của tài hạ. Để tài hạ mời vị nhân huynh này uống rượu. Ông thấy có được không? Được chứ, được chứ. Nhưng ông phải nghe lời dặn của tại hạ, được không? Được. Bây giờ công tử chính là cha ruột của lão đó. Người này cuồng giọng đủ rồi. Mùi mùi, mùi không cảm thấy giọng nói của người này quen lắm sao? Ông chủ à, ông thấy như vậy có được không? Được. Vậy thì chúng ta làm như vậy đi. Được, được. Tiền huynh, lần này chúng ta sắp có tiền để uống rượu nữa rồi. Tiền huynh, đúng vậy. Tiểu Vũ, người tin không? Tiểu Vũ có lòng tin lắm đó, bất ngôn bất hiền. Còn có lòng tin hơn tiểu nhân mà. Bất ngôn bất hiền. Điều đó tất nhiên rồi, nếu tên quỷ kiếm khách Lâm Bạch kia và hai con A Đầu Kiếm Tú và Cầm Phương có ở đây, họ cũng không tin đâu. Công chừng con A Đầu ngốc đó sẽ nói công tử chúng ta tự cho mình là tài giỏi. Nếu dám nói ta xem mình là tài giỏi thì ta sẽ ném hai con A Đầu thối đó vào Tây Hồ. Quỳnh dám không? Để muội xem có chém đầu Quỳnh xuống không? Người thông minh nhất thiên hạ tại sao lại tàn ác như vậy? Tên khốn kiếp nào nói Lâm Bạch là quỷ kiếm khách vậy? Ba người các người nghe trộm ở phía sau, đáng tội gì đây? Công tử chúng tôi nói rồi, sẽ ném hai người xuống Tây Hồ để tắm đó. Chúng ta lại tề tửu rồi. Hai vị tiểu thư Lâm công tử gần đây vẫn khỏe chứ? Con người đang bắn ở phía sau lưng dĩ nhiên sức khỏe sẽ tốt hơn. Phong thái của tiền công tử vẫn như trước. Lâu lắm không gặp tiền công tử. Quả là không ngờ mọi người đều đang ở đây. Quỳnh sẽ ném muội và tỷ tỷ xuống Tây Hồ sao? Quỳnh đã nói như vậy à? Là chuyện vừa rồi mà. Chuyện vừa rồi tức là chuyện đã qua. Các vị chính là đang ở đây à? Chúng tôi vừa mới đến, vẫn chưa biết ở đâu. Tất nhiên là quán trọ Dần An rồi. Bên cạnh Tần Huynh lúc nào cũng có nhiều câu chuyện truyền kỳ như vậy. May là bọn muội không đến trễ, màn kịch phía sau còn có thể hát thêm vài câu. Có cần dùng đến thanh kiếm của tài hạ nữa không? Dĩ nhiên là phải dùng đến, nhưng lần này tài hạ muốn bắt sống. Nửa sống nửa chết cũng gọi là sống chứ, cũng được tính. Vụ án của Dương đại nhân đi đến đâu bị khóa đến đó. Nếu cái khóa của Hàng Châu này mở được ra thì Lâm Hải Ngô Châu cũng dễ giải quyết. Vừa nghe nói hiện giờ Lâm Hải lại rối tung lên. Cứ để cho bọn quỷ quái đó biểu diễn trước đi. Đến khi thời cơ đến, hãy đem hết số người nộm đó ra đốt sạch hết. Tần Huynh, chuyện tranh giả này Huynh có phần thắng không? Người ta thường nói lòng tham không đáy, rắn nuốt cả voi. Huynh thấy không có vấn đề gì đâu. Nghe nói buổi tối Hàng Châu náo nhiệt lắm, chúng ta ra ngoài đi một vòng được không? Để tiền huynh đi với bọn muội. Huynh với bất ngôn bất hiền còn phải tìm thêm một số chứng cứ. Huynh đã hứa với tri phủ ngày thanh minh sẽ phá án rồi. Mấy ngày qua huynh đều không nóng ruột, tại sao bỗng nhiên muốn ra tay? Điều này gọi là lặng lẽ như vậy con, động như thỏ thoát thân. Lâm công tử, ngày mai tại hạ sẽ đi chơi với công tử và hai vị tiểu thư một ngày, được không? Huynh đi đi. Đừng vì bọn muội mà làm lỡ chuyện chính đáng của huynh.
Công tử, chúng ta phải đi đâu để tìm manh mối đây? Đến chỗ Lâm tiểu thư đi. Ở đó có manh mối gì? Ta hứa tối hôm nay sẽ đến chỗ Lâm tiểu thư mà. Công tử giấu hai vị tiểu thư đó để gặp ý trung nhân phải không? Phá án chỉ là cái cớ thôi. Có chuyện gì vậy? Đạp trúng tiểu nhân. Dù sao ta cũng không thể nói biết kiếm tú là ta đi gặp ý trung nhân. Công tử muốn tóm lấy một người, giữ lại một người. Bên trái là vàng, bên phải là ngọc. Tiểu nhân thấy không ổn lắm đâu. Cậu bắt cá hai tay, cậu không sợ rơi xuống nước à? Ta chưa đến nỗi vô liêm sỉ như vậy. Đối với ta mà nói kiếm tú chỉ là bằng hữu, gia ngọc mới là ý trung nhân của ta. Cho nên, ta vẫn còn có hạn chế này. Công tử, chuyện kiếm tú, cầm phương, hai vị tiểu thư này đang ở bên cạnh chúng ta. Công tử có định nói cho Lâm tiểu thư biết không? Không thể cho cô ta biết. Ngay cả Giang Nguyệt, Giang Ngọc cũng không cho phép. Thêm vào đó còn cầm phương xuất chúng, cô ta sẽ làm cho trời đất sụp đổ. Vậy thì phải làm sao? Họ chỉ đến để chơi thôi, dù sao cũng phải rời khỏi Hàng Châu. Điều này gọi là nói dối, có thiện ý, huynh hiểu không? Đồ lừa gạt. Huynh trông xấu xí lắm sao? Tại sao lúc nào muội cũng nhìn huynh? Huynh đệ nói thời gian gần đây huynh bận lắm mà, không phải sao? Muội cũng biết đấy. Huynh đệ nói khoác là trước Thanh Minh sẽ phá án. Đây là chuyện bọn đàn ông các huynh cần phải làm, muội hiểu chứ? Bây giờ phá án là chuyện vừa mất thời gian vừa mất sức lực, nhưng huynh sẽ dành thời gian để đến với muội đây. Chỉ cần huynh không thấy mới nới cũ thì được thôi. Bây giờ huynh sẽ giữ mình rất chặt chẽ. Chứ cần bọn con gái nhìn thấy huynh thì huynh sẽ quay đầu chạy mất. Còn Giang Nguyệt thì sao? Cũng bỏ chạy à? Muội ấy làm gì còn thời gian lo cho huynh? À, huynh đã nói với muội ấy rồi. Gần đây huynh không có thời gian, tạm thời không đến gặp muội ấy. Không được nói là tạm thời. Đúng đúng, huynh đã nói với muội ấy rồi, không đến gặp muội ấy nữa. Như vậy mới là đàn ông chứ. Vậy sao? Đúng rồi, hôm nay huynh lại gặp một vụ án. Vụ án gì? Nói nghe xem nào. Chuyện có liên quan đến một bức tranh bị gạt mất một vạn lượng. Tranh à? Ai đã mắc bẫy vậy? Đó là một ông chủ tiệm cầm đồ họ Lương. Nào, cạn ly đi. Lương huynh à, huynh mời bọn đệ ăn cơm, sao lại có vẻ mặt ủ rũ như thế này? Đệ đã mở tiệm cầm đồ mấy chục năm rồi, lần này mắc phải một cái bẫy lớn, mất mặt lắm. Đã mắc bẫy mà còn mời dùng cơm, không phải là lỗ nhiều hơn sao? Mời huynh đệ trong nghề đến đây để nói chuyện đã xảy ra, để tránh các vị đi vào đường cũ của đệ mà. Lương huynh là người sáng suốt nhất trong bọn đệ. Lương huynh cũng phải mắc bẫy thì thuật lừa gạt này chắc là lợi hại lắm. Chư vị hãy xem bức tranh này đi. Tranh của Dương Duy đời Đường giống y như thật. Đáng tiếc là tranh sao chép. Sao chép à? Ngoài việc để xảy ra sơ sót, để còn bỏ ra một vạn lượng bạc nữa. Một vạn lượng quả là không ít. Giống lắm, giống thật. Các vị bằng hữu, sau này đừng đi vào vết xe đổ của đệ. Cũng vì không để cho bức tranh giả này lại hại người, đệ sẽ đốt nó trước mặt mọi người. Lương huynh, tại sao huynh lại làm như vậy? Đúng rồi, giữ nó lại chính là sự sỉ nhục của đệ. Đúng rồi, bức tranh sao chép này cũng chỉ đáng mấy trăm lượng thôi. Đúng vậy đó. Đánh đây đi. Ông chủ, ta đến chuột đồ. Chuột gì vậy? Phiếu cầm đồ đâu? Tranh đó. Bức tranh của Dương Duy. Đồ cầm của ông đã quá hạn rồi. Ông chủ, quy tắc tiệm cầm đồ của ông ta biết rõ. Quá hạn 3 tháng đồ cầm mới chết. Trong 3 tháng này mà đến chuột thì phải thu thêm một ít tiền lời thôi. Không sai phải không? Đúng vậy. Phải trả thêm 3 phân lời. Ông có nhiều tiền như vậy không? Dư thừa. Không có tiền thì chuột gì. Đây là ngân phiếu thông dụng. Được rồi, tổng cộng là 1,3500 lượng. Hey.
Chanh của ta đâu? Chanh đến rồi đây. Lương thúc thúc à, Chanh đây này. Đây là ký hiệu của ông mà, không sai chứ? Không sai, không sai. Đừng suy nghĩ nữa. Bức tranh bị đốt ở Đắc Ý Lầu là chúng tôi tìm người vẽ lại. Công tử, biện pháp của công tử quả là thử mấy lần cũng có hiệu quả. Có câu nói ma cao một thước, đạo cao một trượng. Có người thông minh nhất thiên hạ đang ở đây, quỷ thần như thế nào cũng phải lùi lại ba căn nhà. Xin hỏi quý công tử quý tính là gì? Người hãy nghe rõ ta nói đây. Sau này nghe thấy ba chữ Tần Giảng Tuyền thì nên quay đầu chạy ngay đi. Dạ. Này, Chanh đây. Đi thôi. Hắn quả là đã biết gặp phải cao nhân thì phải thế nào? Tần công tử quả là cao nhân, khâm phục, khâm phục. Tại hạ không phải là cao nhân gì đâu, tại hạ là người bình thường thôi. Ông chủ Lương à, đưa 3.500 lượng ngân phiếu cho tại hạ trước đi. Sau khi tại hạ uống rượu xong mới giống cao nhân đó. Của công tử đây, Tần công tử. Bất hiền, cầm lấy đi. Bây giờ trong túi huynh có tiền rồi, chuẩn bị làm gì vậy? Đi mua lễ vật. Mua lễ vật cho ai? Dĩ nhiên là cho muội và Cầm Phương. Đây là câu nói thật lòng không hơn không kém đó. Con vịt đã nấu chín mà lại phải tặng cho người ta rồi. Nghĩ thoáng một chút đi. Không phải một mình huynh bại trong tay hắn. Cũng đúng. Nghe nói mấy người ở bên kia sông cũng đã bại trong tay hắn phải không? Cho dù hắn có 9 cái đầu, đệ cũng muốn chặt xuống hết. Hắn đã ở thành Hàng Châu, chúng ta tuyệt đối không được manh động. Kế hoạch trước đây chúng ta đã đặt ra, bây giờ thì phải bàn bạc lại rồi. Họ chẳng qua chỉ có 5 người thôi. Không, là 8 người. Một trong 8 người đó, người đang mặc y phục màu trắng. Ánh mắt của hắn nhìn huynh giống như nhìn một người chết vậy. Ánh mắt có thể nhìn người chết sao? Trong lòng huynh hiểu rất rõ. Nếu hắn muốn ra tay với huynh thì hắn sẽ giết chết huynh một cách dễ dàng. Người đó là ai vậy? Theo chuyện xảy ra ở Lâm Hải cho thấy, người đó chắc là Lâm Bạch rồi. Món nợ máu của mẹ đệ cũng có một phần của hắn. Đệ phải giết chết chúng. Đệ không thể để cho Tần Giảng Tuyền sống sót rời khỏi Hàng Châu. Không, bình tĩnh, đừng nóng vội. Đợi sau khi chúng ta triệu tập đủ người, sau ngày thanh minh chúng ta mới tính khoản nợ này với hắn. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Hàng Châu là một nơi đi chơi rất tốt mà. Đi chơi ở Hàng Châu quả là vui thật. Đúng vậy, Tần huynh. Huynh còn giận muội không? Muội nhìn huynh đi, có giống như đang giận không? Trong lòng huynh suy nghĩ như thế nào, làm sao muội biết được? Ở đào phủ nhà muội, huynh bị ép đến không thở nổi. Lần này ra đây, chúng ta chính là một đôi bạn thân. Thân thể, trái tim đều được tự do. Không có người nào kiếm chuyện với huynh. Nhẹ nhàng, tự tại, tại sao còn giận nữa chứ? Thật không? Thật mà. Trên thực tế, giận dữ là một chuyện rất ngu ngốc. Muội thấy huynh có giống một tên ngốc không? Có muội ở đây, sao lại có phần để cho huynh ngốc? Muội thấy thêm vài ngày nữa thì kế hoạch chúng ta sẽ cáo thành. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của tiểu thư thì tảng đá trong lòng tài hạ đã rơi xuống đất rồi. Ngoài cảnh đẹp ra, còn có hai vị tiểu thư xinh đẹp cùng đi du ngoạn với mình. Muội nói đi, huynh có thể không vui vẻ không? Tần công tử và Bất Ngôn Bất Hiền đều rất thú vị. Nếu họ cũng ở trên thuyền thì không phải náo nhiệt hơn sao? Có ai nói không phải nào? Nhưng không còn cách nào khác. Đàn ông dù sao cũng phải làm việc chứ. Loại đàn ông như Tần Giảng Tuyền thì càng không thể nhàn rỗi. Tiểu thư, chẳng lẽ cậu ta không có chút thời gian nào sao? Đàn ông quá thông minh cũng là phiền phức. Ngoài chuyện làm việc ra còn phải ứng phó với hàng đống cô gái phía sau lưng mình. Giảng Tuyền không bay bướm như vậy đâu. Tiểu thư, đối với Tần công tử, tiểu thư cũng có lòng tin lắm. Chuyện này cũng đang được dạy dỗ thôi. Tỷ dám đảm bảo Giảng Tuyền không có cô gái nào khác đâu. Tần huynh à, ở đây đẹp thật. Đẹp đến muội không muốn về nhà. Vậy thì bọn muội đừng về nữa. Được thôi. Lại trở về với cục diện trước đây.
Mây đen trên bầu trời đều tan hết rồi. Đúng vậy. Coi bộ ở nhà quả là buồn thật. Lần này ra đây chúng ta hãy ở thêm một thời gian. Nếu không phải vì nguyên nhân của phụ thân, e rằng muội không muốn về nhà. Có thể ở bên cạnh nhiều người bạn tốt như vậy, trong lòng tỷ cảm thấy vui mừng lắm. Tỷ tỷ, chúng ta đi thăm Tần huynh nhé. Được thôi, đi nào. Tần huynh, Tần huynh, Tần huynh không có ở đây. Chúng ta về đi. Được. Các cô là ai vậy? Nói ra cô cũng không biết đâu. Tại sao các cô ở trong nhà của Tần Giảng Tuyền? Chúng tôi là bạn thân của Tần huynh. Vị tiểu thư này, cô là ai? Tôi à? Tôi là người có thể ra lệnh cho Tần Giảng Tuyền. Các cô nói tôi là ai? Có thể ra lệnh? Thì ra Tần Giảng Tuyền cũng có lúc cúi đầu rồi sao? Tần huynh đã quen với các cô mấy ngày rồi. Chúng tôi ở bên cạnh Tần huynh lâu lắm rồi. Vị tiểu thư này, chắc là không được 20 ngày đâu. Nhưng cô có biết giữa tôi và huynh ấy là quan hệ gì không? Quan hệ gì? Giảng Tuyền, huynh nói cho muội biết đi. Họ là gì của huynh vậy? Bạn của huynh. Bạn như thế nào? Là bạn có tình nghĩa rất sâu đậm. Còn muội thì sao? Muội là bạn thân của huynh. Bạn thân như thế nào? Là bạn thân rất tốt. Tần huynh, còn có cô gái nào còn là bạn thân của huynh nữa không? Đại ca, huynh có ở đây à? Hay quá. Lâm tiểu thư, cô cũng ở đây à? Sao vậy? Tôi không đến được sao? Ý tôi không phải như vậy. Tần Giảng Tuyền, nhiều cô gái như vậy mà huynh cũng tiếp đãi nổi sao? E rằng trong một lúc huynh khó nói rõ. Người là một tên háo sắc có tiêu chuẩn. Ta ghét đồ háo sắc. Đại ca, coi bộ muội quả thật không nên đến vào lúc này. Không có gì đâu. Có một số sự việc thật ra là rất đơn giản, nhưng không biết tại sao lại trở nên phức tạp. Thôi đi. Đến tìm huynh có chuyện gì vậy? Mẹ của muội đã làm vài món ngon, kêu muội đến mời huynh. Tình hình như ngày hôm nay chắc là huynh không đi được rồi. Vậy thì muội đi trước nhé. Được rồi. Thành thật xin lỗi. Không sao đâu. Mọi người làm việc đều có phương thức riêng mà. Tần huynh giao thiệp với bạn bè cũng có tự do của mình. Người nên nói xin lỗi là bọn muội mới đúng. Đến đây như vậy đã gây rối cho cuộc sống vốn có của huynh. Nói đi đâu vậy? Chúng ta là bạn thân mà. Đi với bọn muội không phải nên lắm sao? Huynh đã đi với bọn muội nhiều ngày như vậy rồi. Bây giờ huynh mau đi làm bạn thân với Lâm tiểu thư đi. Đi đi Tần huynh, giải thích một lát thì chuyện gì cũng êm xuôi. Chúng ta là bạn với nhau, đừng vì bọn muội mà e ngại. Nếu như vậy thì trong lòng bọn muội ngại lắm. Đây chính là thủ đoạn phá án của huynh sao? Kiểm Tú và Cầm Phương là bằng hữu, huynh và Tiền công tử quen ở Lâm Hải. Bọn huynh đã vào sinh ra tử với nhau. Nếu không có quan hệ đặc biệt thì tại sao họ có thể ở bên cạnh huynh? Không giấu gì muội, xem chút thì Kiếm Tú đã trở thành người một nhà với huynh. Sau đó vì sự phản đối cực lực của đại ca cô ta, bọn huynh chỉ còn cách chia tay. Có thể thấy bọn huynh là bị cưỡng bức xa cách. Dĩ nhiên là cô ta không cam tâm nên mới ra đi tìm huynh. Nói ra có lẽ muội không tin. Đối với Kiếm Tú, huynh đã nản chí lắm rồi. Chỉ là xem muội ấy như bạn thân thôi. Nhưng tại sao còn gạt muội? Nói là điều tra án, kết quả là đi chơi. Huynh biết muội ghen với huynh, cho nên huynh không dám nói cho muội biết. Không dám nói cho muội biết. Mà huynh còn có thể đi với họ như vậy, trong lòng huynh muội có vị trí nào? Nhưng dù sao huynh cũng không thể từ chối bạn bè. Còn Giang Nguyệt thì sao? Với Giang Nguyệt huynh cũng như vậy. Có phải huynh vẫn đang giúp cô ta không? Huynh chỉ mua cho muội ấy một cửa hiệu thôi. Một cửa hiệu. Bằng hữu bình thường sao lại như thế này được? Giang Nguyệt cũng chỉ xem huynh như huynh trưởng. Huynh chỉ biết gạt muội, gạt hết lần này đến lần nọ. Huynh đến đây là muốn muội không giận, một mặt cũng không muốn có lỗi với bằng hữu. Bây giờ muội giận rồi, huynh phải làm thế nào đây? Chuyện nói rõ ra ngược lại sẽ tốt hơn. Muội chỉ là lo lắng huynh đa tình bắt cá hai tay, vậy thì huynh sẽ công bố công khai trước mặt muội và trước mặt họ tình cảm của huynh và muội. Người còn lại đều là bằng hữu bình thường, muội thấy thế nào? Nhưng có một số con gái họ không hề lo lắng đến danh phận. Hơn nữa với phủ đệ nhà họ Lâm, thật ra họ không xứng để muội cạnh tranh với họ đâu. Nếu muội đã hiểu rõ và tự tin như vậy thì ghen với những chuyện không cần thiết lắm đâu.
Không được, muội phải nắm được 10 phần thắng. Vậy thì muội phải thế nào đây? Muội muốn họ rời khỏi đây ngay. Kiếm Tú và Cầm Phương không ở lại đây lâu lắm đâu. Dù sao họ cũng về nhà. Sau khi cửa tiệm của Giang Nguyệt khai trương thì muội ấy không còn nhiều thời gian. Bây giờ huynh quyết định không đi đâu cả, như vậy được chưa? Cho dù muội là một người ăn xin, cũng không đi đến mức xin một chén cơm thừa của người ta. Trên thực tế thì không bao lâu họ sẽ rời khỏi đây. Nhưng huynh vẫn không định xa họ mà. Muội nghe huynh nói đi. Dù sao huynh cũng không thể đuổi người ta đi. Muội biết huynh không đối xử với bằng hữu như vậy. Không có cách nào khác. Huynh chỉ có một chọn lựa thôi. Một là chọn muội, hay là chọn họ. Gia Ngọc, nhưng muội biết huynh thích muội mà. Vậy thì huynh kêu họ đi đi, rời khỏi đây ngay đi. Muội đừng ép huynh. Gia Ngọc, huynh không thể làm như vậy. Huynh không làm được. Nhưng huynh chỉ có một chọn lựa thôi. Một là chọn muội, kêu họ đi. Hơn nữa còn phải đảm bảo là sau này không được qua lại với bất cứ cô gái nào. Hay là huynh hãy chọn lấy mấy người được gọi là bạn của huynh. Sau này huynh muốn quen với bao nhiêu cô gái cũng không liên quan đến muội. Tại vì từ nay về sau giữa huynh với muội không còn quan hệ gì cả. Như vậy thì huynh có thể quay lưng để ra ngoài đó. Ngày sau này đừng đặt chân vào cổng lớn nhà họ Lâm của bọn muội nữa. Chẳng lẽ không có con đường thứ ba để chọn lựa sao? Không có. Một là ở lại, hai là bước ra ngoài. Tỷ tỷ, muội nghĩ chúng ta nên về nhà rồi. Muội có quán Tần Huynh không? Không quán đâu. Muội có tư cách gì để quán hận? Trước đây là muội đuổi huynh ấy đi. Thật ra muội không có quyền để can thiệp vào chuyện của người khác. Muội nói không sai. Chỉ là không ngờ Tần Huynh là người được ưa thích như vậy. Trong thời gian ngắn mà đã quen với nhiều cô gái. Thật ra chuyện này cũng có lạ gì đâu. Vì huynh ấy giỏi nói lắm mà. Muội định lúc nào mới rời khỏi đây? Sáng sớm ngày mai. Vậy thì kêu cả Lâm Bạch cùng về. Thôi, để huynh ấy ở lại đây đi. Hiện giờ Tần Huynh đang cần người. Hơn nữa Lâm Bạch ở lại cũng có lợi cho bản thân huynh ấy. Chúng ta đến nói với Tần Huynh một tiếng. Dù nói thế nào trong thời gian qua huynh ấy đối xử chúng ta cũng được lắm. Được. Tỷ tỷ, vậy thì chúng ta đến nói với huynh ấy đi. Tự kêu huynh ấy ngày mai không cần đến tiễn chúng ta. Được rồi. Trong một lúc đều ở bên nhau, quả thật buộc không ngờ Tần Huynh lại có nhiều diễm phúc như vậy. Diễm phúc gì? Chẳng qua chỉ là phồn vinh giả tạo thôi. Trong số nhiều cô gái như vậy, huynh đã chọn Lâm Tiểu Thư rồi. Đúng vậy. Trong lòng huynh, cô ta đã thay thế vị trí của Kiếm Tú trước đây. Điều bất hạnh là hôm nay cô ta đi gặp muội Kiếm Tú và Giang Nguyệt. Trong lòng hình như cảm thấy không được vui lắm. Đúng là như vậy đó. Muội ấy không thể chấp nhận ở bên cạnh huynh có nhiều bằng hữu khác phái. Hơn nữa còn rất kiên quyết. Coi bộ huynh cũng khó có thể mang lại hạnh phúc cho muội ấy. Nói thật là huynh không xứng với muội ấy đâu. Cho nên bọn huynh cũng nên kết thúc. Nói như vậy ngược lại hình như Tần huynh đã được giải thoát rồi sao? Đúng là như vậy. Chuyện này huynh đã quyết định rồi. Muội và Kiếm Tú cũng không cần về nữa đâu. Nhưng nếu ở lại huynh sẽ đối xử với muội như thế nào? Giữa huynh và muội muội còn có hy vọng tốt với nhau nữa không? Đừng nói đến chuyện này nữa. Chuyện đã qua chính là đã qua mãi mãi rồi. Tần huynh sợ người họ Đào rồi phải không? Vậy thì muội có được tính trong số đó không? Sau này nếu Tần huynh gặp muội có phải cũng tránh xa không? Sao lại như vậy? Nói thật, huynh chưa từng gặp qua cô nương nào tốt hơn muội.
Thật không vậy? Lúc nào mụ cũng suy nghĩ cho người khác. Vì chuyện giữa huynh và Kiếm Tú, mụ cũng đã bỏ ra nhiều tâm tư lắm rồi. E rằng huynh rất khó nhận ra mụ có khuyết điểm gì. Nhưng vậy không phải chính là có khuyết điểm sao? Một cô gái ngốc chỉ biết làm áo cưới cho người ta. Một cô gái ngốc ngay cả lời nói trong lòng mình cũng không thể nói ra. Đã khuya lắm rồi. Tần huynh à, chúng ta về thôi. Lâm Bạch, huynh về đi. Được rồi. Hai vị tiểu thư trên đường nhớ cẩn thận. Bọn muội đã quen ở bên ngoài rồi, không có chuyện gì đâu. Sau khi tài hạ phá án cho tần huynh xong sẽ về Lâm Hải. Huynh quyết định rồi sao? Trong những ngày này huynh nhớ uống ít lại nhé. Được rồi. Muội muội, chúng ta đi thôi. Lâm công tử, huynh về tần huynh nhớ cẩn trọng. Được rồi. Tần công tử, ngày Thanh Minh chớp mắt thì đã đến rồi. Đúng vậy, sắp đến rồi. Trong mấy ngày qua, án tình tần công tử đã điều tra như thế nào rồi? Thế nào à? Không có thế nào cả. Nhưng tần công tử đã hứa là ngày Thanh Minh sẽ phá án mà. Đúng vậy, tại hạ đã hứa rồi. Nhưng ngày nào công tử cũng ăn uống vui chơi, vụ án này có phá được không? Ngược lại, hành tung của tại hạ các vị giám sát cũng chặt chẽ lắm. Có đạo tặc các vị không bắt. Ngược lại, có giám sát tại hạ, đây là ý kiến của ai vậy? Chúng tôi làm như vậy cũng là quan tâm đến tiến triển án tình thôi. Tại hạ và Dư đại nhân đã hứa với nhau không can thiệp chuyện của tại hạ. Tại sao không giữ lời hứa? Bổn quan không phải là đang nóng ruột thôi. Lúc nào cũng vui chơi như vậy thì vụ án này đến bao giờ mới phá? Thanh Minh vẫn chưa đến, thì Dư đại nhân đã đến đây quở trách trước. Tại hạ vốn là áo giải bình thường, đến đây để du sơn ngoạn thủy, không có quan hệ gì với quan phủ. Thành Hàng Châu vụ án bị cướp nhiều như vậy không phải trách nhiệm của tại hạ. Giúp đỡ phá án là bổn phận trong tình nghĩa. Không ra tay cũng không ai có thể cưỡng bắt. Quả ở trách của Dư đại nhân tại hạ đều không thể chấp nhận. Nếu đại nhân không tin tại hạ thì tại hạ sẽ lùi khỏi chuyện này. Chuyện theo dõi và giám sát cũng bình miễn hết đi. Tần công tử, đừng giận mà, cũng tại bổn quan. Bổn quan nóng ruột đến rối lên thôi. Tần công tử, trong vụ án này nếu công tử không nhúng tay vào thì không có hy vọng phá án rồi. Tần công tử yên tâm, sau này tuyệt đối không có chuyện giám sát nữa đâu. Tại hạ nói ngày Thanh Minh phá án thì nhất định phá được. Trước ngày Thanh Minh, xin đừng đến làm phiền. Hôm nay tại hạ tâm trạng không được tốt, không giữ hai vị lại nữa. Hảo quan không phải đã nói rồi sao? Gặp phải đinh rồi. Hình như hôm nay tần công tử không được ổn lắm. Có người nhìn thấy con gái của Lâm tổng đốc giận dữ đến đây và giận dữ ra về. Ngoài Lâm tiểu thư ra, còn có cô nương xinh đẹp khác không? Ngoài Lâm tiểu thư còn có ba người nữa. Thảo nào, Lâm tiểu thư đã ghen lên rồi đó, làm cho tần công tử hết cách rồi. Chúng ta đầu óc chán choáng chạy đến đây. Thật ra là lỗi của huynh ấy, vậy mà huynh ấy còn làm ra vẻ trước mặt con. Nói rất đúng, nhưng Giảng Tuyền này không giống như người nói dối đâu. Nếu tần Giảng Tuyền này không nói dối thì cậu ta thế nào đây? Gia Ngọc à, con có đồng ý để cậu ta qua lại với mấy cô gái đó không? Tại sao con phải đồng ý? Chính huynh ấy không nên qua lại với mấy cô gái đó. Đây chính là nguyên nhân cậu ta phải nói dối. Tìm được nguyên nhân thì có lợi ích gì? Có thể giải quyết vấn đề được sao? Phu nhân có bản lãnh thì phu nhân giải quyết đi. Được rồi, được rồi. Tần Giảng Tuyền có gì hay ho? Chỉ là một thư sinh bình dân thôi mà. Trời ơi, cậu ta là người thông minh nhất thiên hạ, võ công cái thế, con còn muốn cậu ta thế nào đây? Như vậy thì hay ho lắm sao? Huynh ấy có thể làm gì? Con thấy huynh ấy không thể tốt đến thế đâu. Nếu đã như vậy thì còn thảo luận để làm gì? Người ta đi thì cứ đi đi, dù sao cũng không thích người ta mà. Nhưng ở trên đời này muốn tìm một người đàn ông tốt như huynh ấy cũng không dễ tìm đâu. Nói đúng đó.
Không quen với cậu ta thì thôi, đã quen rồi mà để cậu ta đi, sau này muốn tìm người tốt hơn cậu ta còn khó hơn lên trời. Con nên lùi một bước nghĩ thoáng đi, đừng bó buộc người ta nhiều quá. Không, không được đâu, con không làm được. Vậy thì chỉ còn cách quên cậu ta thôi. Cha. Mẹ. 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 Lão gia là một tổng đốc lớn như vậy, chẳng lẽ không thể nghĩ cách khác sao? Quan hàm của lão gia lớn như vậy, đè cũng chết cậu ta rồi. Đại nhân, hôm nay là Thanh Minh rồi, cũng sắp đến giờ trưa, tại sao Tần công tử này vẫn chưa có tin tức? Chuyện ngồi trên ghế đi chờ người ta quả là khó chịu thật. Bất kể nói thế nào thì Tần công tử này cũng phải có cách gì nói chứ. Không đợi nữa, chúng ta đến tìm ông ta đi. Được. Thật ra đệ cứ tưởng ván cờ hôm nay đệ có thể thắng huynh. Rõ ràng trong ván cờ này đệ cũng đã chiếm thế thượng phong rồi. Đây chính là điểm kỳ lạ. Hôm nay đó là ngày Thanh Minh, cũng nên là lúc huynh nên giao phó với Dư đại nhân. Nhưng trong thời gian qua huynh luôn không nghiên cứu đến vụ án này, không có ý phá án. Vậy thì trong lúc này huynh đang nghĩ là mình nên giải thích với Dư đại nhân thế nào. Như vậy thì trong lúc đánh cờ huynh sẽ có sơ sót. Nhưng bây giờ thì phải làm cho Tần huynh thất vọng rồi. Ván cờ này đệ đang nắm bắt phần thắng. Huynh đúng là một người kỳ lạ. Công tử, chuyện đi lòng vòng của người không ngắn rồi. Phong cảnh bên ngoài thế nào? Vẫn được lắm, chỉ là tiểu nhân bị họ làm cho hơi mê hồ thôi. Bất hiền, thế nào rồi? Quả nhiên không ngoài dự đoán của công tử, Lâm Bạch đã vào vị trí tri phủ đại nhân đến. Tiểu Vũ, Tần công tử, Dư đại nhân, Dương bộ đầu. Công tử, chứ vậy là vừa mới đánh một ván cờ với một người bạn, ván cờ này vẫn chưa đánh xong. Hai vị có muốn bình luận gì ván cờ này không? Đối với trò chơi đánh cờ này, tại hạ chỉ phân biệt được cờ trắng hay đen thôi, còn tại hạ thì không có tâm tư để xem ván cờ của công tử. Cơ bộ đại nhân đã hơi nóng ruột. Tần công tử đã nói phá án trong ngày Thanh Minh, nhưng ngày Thanh Minh đã qua nửa ngày, bổn quan có thể không nóng ruột sao? Đừng gấp. Tại hạ nói cho mọi người biết, vụ án mất cấp liên hoàn đã được phá rồi. Công tử không phải đang đùa đấy chứ? Không đùa đâu. Bây giờ thì đại nhân hãy phái người đi bắt chủ mưu trong vụ mất cấp này đi. Ở đâu vậy? Bất ngôn sẽ dẫn đường. Thật không? Thật đó. Có chuyện gì vậy? Để chống đỡ cho ta. Đây là chủ mưu, bắt lại cho ta. Lâm Bạch. Đi nào. Đi nhanh lên. Đại nhân, cầu dân đã chạy thoát rồi. Sống mất một con cá lớn. Giải chúng về cho ta. Dạ. Đi nào. Đào nhanh lên đi. Mở
đào sâu một chút, bỏ thêm sức lực đi. Bỏ thêm sức lực đi. Người, bỏ thêm sức ra đi. Nào, khi nó lên. Ra sức chút nữa. Chư vị, vì phá liệt vụ án mất cấp liên quan, chúng ta cũng muốn một ly. Nào, xin mời. Tần công tử đã lập được công hạng mã cho phủ Hoàng Châu, nhưng đã đánh mất bài biện số danh môn vọng tộc đó định đúc cho công tử rồi. Tại hạ xin tâm lĩnh. Tại hạ là người không có nhà cửa, có bài biện cũng không có chỗ treo. Nhưng trang diện của Lâm đại tổng đốc lớn, đặt một tấm bài biện cũng không thành vấn đề đâu. Duyên phận của tài hạ và Giang Ngọc cô nương đã hết rồi, xin đừng nhắc nữa. Được rồi, được rồi. Cô nương tài mạo song toàn ở phủ Hàng Châu nhiều lắm, có cần lão phu làm mai cho công tử không? Con người tài hạ phiêu bạc bất định, tạm thời vẫn chưa có tâm tư để bàn đến chuyện này. Kiếm thuật của vị công tử này cao đến kinh ngạc. Nào, tài hạ mời công tử một ly. Hôm nay bắt được thủ lĩnh thổ phỉ Hà Sơn, Lâm công tử đã lập được công đầu. Lâm công tử, tài hạ cũng mời công tử một ly. Còn phải thêm phần của lão phu nữa. Còn có hai chúng tôi nữa. Cảm ơn các vị. Nhà của Lâm công tử ở đâu vậy? Tài hạ là một lãng tử, không nhà cửa, không sự nghiệp. Nếu đã như vậy, không muốn ở lại trong phủ lão phu để làm ít việc sao? Vị trí thì sẽ được ngang bằng Dương Quý đây. Tại hạ làm cánh tay trái của công tử cũng được mà. Xin cảm ơn ý tốt này. Chỉ là tính tình của tại hạ không thích bị gò bó, phải phụ lòng hậu ái của đại nhân. Được rồi, như vậy đi. Đợi đến Lâm công tử phiêu bạc đến chán, muốn làm việc, tự mình chọn nơi nào đó như đại nhân mới viết thư tiến cử, được không? Như vậy cũng tốt. Chỉ là các vị đều là anh hùng hào kiệt, lão phu không nỡ để các vị đi thôi. Nếu ngày nào đại nhân cũng có rượu ngon để cung cấp cho chúng tôi thì chúng tôi quả thật không nỡ ra đi đâu. Vì muốn uống rượu ngay cả vợ Lâm công tử cũng chưa cưới. Thôi đi. Ở chỗ lão phu đây có nhiều rượu ngon đấy. Tần công tử, vụ án mất cấp liên quan đã được phá, tại hạ định ngày mai trở về Lâm Hải. Được, vậy thì hôm nay chúng ta cứ uống cho thỏa thích đi, coi như tại hạ tiễn biệt công tử. Nào, cạn ly, cạn đi. Tần huynh, tại sao tối hôm qua về trễ như vậy? Để đã dùng cơm với Dư đại nhân, luôn tiện tiễn biệt Lâm Bạch, cho nên mới ở lại thêm một lát. Vậy thì huynh hãy kể cho đệ biết về vụ án này đi. Tại sao huynh biết và ngày thanh minh sẽ phá được vụ án này? Huynh muốn biết à? Đúng vậy. Hôm đó huynh không để ý sao? Trên đường từ bờ sông về đây, trên đường đi chúng ta đã gặp một đám ma. Lúc đó thì đệ đã nghi ngờ rồi. Có điểm nào nghi ngờ? Tiễn khóc của người đưa tiễn, không bi ai, vẻ mặt không thương cảm. Đây chỉ là điều thứ nhất thôi. Nhìn dáng vẻ họ đi đường, thân thể đều có căn bản biết võ công. Đây là điều thứ hai. Dấu ấn bánh xe rất sâu, quan tài người chết nhẹ tuyệt đối không nặng như vậy. Hơn nữa, trên xe cũng không có vật gì. Đây là điều thứ ba. Lúc đó thì đệ đã đoán được trong quan tài nhất định đều là vàng bạc châu báu. Còn sau đó tri phủ đến đây thì đệ đã biết được bọn người này làm rồi. Vậy thì tại sao huynh cược và ngày thanh minh nhất định phá được vụ án này? Đệ muốn dư đại nhân quơ không một thương, sau đó coi như điều tra xong, xử lý theo vụ án không có manh mối. Điều này có thể làm cho đạo phỉ yên tâm. Như vậy chúng sẽ không di dời tan vật. Chỉ có vào ngày thanh minh người thâm mộ mới nhiều. Thuận theo lẽ thường tình, như vậy mới không để lộ manh mối. Cho nên đệ kêu bọn người bất hiện giả vờ đi thăm mộ để tìm ra bọn người này và ngôi mộ đó, đồng thời theo dõi để tìm ra sầu huyệt của chúng. Sau đó thì huynh đã biết rồi đấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hay cho câu đơn giản này. Nếu không phải là người có trí tuệ lớn thì làm sao nghĩ ra được điều này? Tần Giản Tuyền này lợi hại thật. Vụ mất cấp liên quan đó hắn đã phá án trong một lần. Sau huyệt bọn tặc lớn nhất trong thành Hàng Châu đều bị sụp đổ hết. Giỏi thật đó.
Vậy thì tên của cậu ta hiện giờ chắc chắn là nhà nào cũng biết rồi. Điều đó tất nhiên rồi, giỏi thật. Tại sao trước đây chưa từng nghe nói và chưa từng gặp qua một người thông minh như thế này, nhưng con đã một cước đá người ta ra ngoài rồi. Con nghe nói hai cô gái bên cạnh huynh ấy đã đi mất rồi. Con lại cho người đi dò la rồi sao? Cha, người như huynh ấy, có người nào có thể thật sự bỏ qua không? Lão gia cũng nên đến gặp cậu ta. Ta cũng đang có ý này. Nếu người trong thành Hàng Châu biết chúng ta không để một người như Tần Giáng Tuyền làm con rể, thì người ta sẽ cười đến chết mất. Cha, vậy thì cha mau đi đi. Cha. Con A Đồng này. Các vị dừng bước, hẹn sau này gặp lại Lâm công tử. Không lâu sau thì tại hạ sẽ về Lâm Hải. Khối u độc giọng nguyệt trang kia nhất định phải cắt đi, Lâm công tử. Tại hạ có câu nói này muốn nói với công tử. Trường nghĩa trên giang hồ xem thường chuyện ân oán, trong thì rất thảnh thơi, nhưng dù sao cũng không phải chính đạo. Nho sĩ dùng văn có thể loạn pháp, nghĩa hiệp dùng võ có thể phạm cấm. Nếu muốn đi trên con đường tế thế thì phải đi trên một con đường tươi sáng. Con đường này vừa nhanh vừa rộng. Được rồi, tại hạ đã ghi trong lòng. Lâm công tử, sau khi về đến Lâm Hải, đừng quên chú ý đến động tĩnh của giọng Nguyệt Trang. Được, tại hạ sẽ làm thám tử cho công tử thêm một lần. Các vị hãy dừng bước, hẹn sau này gặp lại. Tận huynh, bước tiếp theo phải làm gì đây? Vẫn phải ra tay từ Hà Sơn. Được. Hà Sơn, tội chết của người khó thoát. Ta không muốn gạt người. Nếu ta muốn biết điều ta muốn biết từ cái miệng của người, người có thể giữ được không? Trừ khi ta chết đi, nếu không thì không lý nào đâu. Nhưng ta muốn biết, ngươi định dùng thủ đoạn gì để biết thứ ngươi cần ở ta? Ngươi định hợp tác cho tốt. Tuy ta không thể cứu mạng ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi được sống ở trong ngục thoải mái hơn. Nếu ở bên ngoài, ngươi còn có việc chưa làm xong. Nếu như hợp tình hợp lý thì ta có thể làm giùm ngươi. Nghe ra có sức thu hút lắm đấy. Vậy thì thủ đoạn khác thì sao? Như vậy chỉ còn lại là một thủ đoạn thôi. Dùng hình, dùng cực hình. Đây cũng là điều bình thường nhất. E rằng cũng có hiệu quả nhất đó. Ngươi cũng biết đấy. Dù Lục Lâm Bằng Hữu có mạnh mẽ cách mấy, sau khi vào đây rất hiếm có người không khai ra. Hơn nữa đồng bọn của ngươi đều bị ta bắt hết rồi. Ngươi không hợp tác quả là không cần phải như vậy. Ta có một yêu cầu. Ở bên ngoài ta có một người đàn bà và một đứa con. Ngươi có thể mang ít tiền đến cho họ không? Tiền của ngươi là tiền dơ bẩn. Nhưng ngươi yên tâm đi. Ta sẽ bỏ tiền của ta ra để cho họ. Ta không phải người nghèo đâu. Được. Đồng ý. Ta sẽ hợp tác với ngươi. Thật ra ta cũng biết nhiều điều lắm. Ngươi muốn nghe không? Người cũng nên nghiệm chứng lại đi. Người nói đi. Giọng Nguyệt Trang chủ yếu là gom góp tang vật để tiêu thụ. Cũng có trực tiếp cướp bóc, cũng có giết người dùm người ta, phải không? Đúng vậy. Ngô Tri Phủ và Lương Tri Huyện có quan hệ rất sâu đậm với họ, phải không? Cũng đúng. An Phú từng chỉ huy một vụ mưu sát trọng thần triều đình, Dương Đại Nhân, phải không? Đúng vậy. Cầu Dân cũng có tham gia. Còn có Trần Trọng, phải không? Đúng vậy. Toàn bộ kế hoạch giết hại Dương Đại Nhân là do Ngô Tri Phủ dạy ra, phải không? Có phải vì bảo vệ bản thân mình nên đồng đảng của Ngô Tri Phủ trên triều đình lệnh cho ông ta vì giết chết Dương Đại Nhân không? Có lẽ là như vậy. Người biết triều thần Trinh Kinh Thành ai có liên quan đến chuyện này không? Không biết. Cầu Dân đã trốn đi đâu rồi? Lâm Hải, Giọng Nguyệt Trang. Các người có hẹn trước phải không? Đúng vậy. Đi làm gì? Giọng Nguyệt Trang không còn là nơi an toàn nữa. Phải làm một vụ mua bán lớn để xây dựng một nơi an toàn khác. Vụ mua bán lớn này như thế nào? Đó là Đào Gia, một trong tứ đại phú hào trong thiên hạ. Trước đây không động đến nó vì đó là cỏ non bên cạnh hang mình. Bây giờ thì phải lấy hết. Ra tay vào lúc nào? Họ chỉ còn đợi bọn ta đến thôi. Tiểu Vũ, đồ dùng đặt làm có lẽ đã làm xong rồi. Đi lấy về đây đi. Dạ. Tần Quynh, các quân đến Lâm Hải phải đối phó với nhiều người như vậy, có nắm chắc phần thắng không? Nếu có thể về kịp lúc trước khi bọn chúng ra tay thì hãy biết mấy. Nếu trễ thì sẽ khó nói lắm. Cố hết sức mình để nghe ý trời đi. Vậy quan phủ đó có cần dùng đến không? Đạo tặc quanh hành, quan phủ bao che. Bọn họ là cá mè một lứa, không xảy ra phản tác dụng thì để A Di Đà Phật rồi.
Coi bộ để phải tặng thêm cho huynh một món lễ vật. Đề nghị lễ vật đề sắp có không phải chỉ là một món. Thật ra muốn đợi thêm một thời gian mới tặng lễ vật này, nhưng sự việc cấp bách chỉ còn cách tặng ngay bây giờ thôi. Lễ vật đó là gì vậy? Con người này lôi thôi thật, nói nhiều quá, muốn tặng thì tặng đi. Công tử nhà chúng tôi chưa chắc thích đâu. Đúng vậy, không lấy cũng phải lấy, lấy cũng phải lấy. Tần công tử, Dư đại nhân và Lâm tổng đốc muốn gặp công tử. Để đi xem thử. Đúng không nào? Tần công tử, Lâm đại nhân, Dư đại nhân. Nghe nói công tử sắp rời khỏi thành Hàng Châu, phải khởi hành ngay. Mời hai vị đại nhân ngồi. Được, được. Tần công tử à, lúc nào mới trở về đây vậy? Trong thời gian ngắn không trở về đây đâu. Còn sau này thì phải xem cơ duyên. Không chừng lúc nào đó tại hạ nhớ đến Sơn Thủy ở đây thì sẽ về đây. Ở Hàng Châu này đều có thể làm cho công tử dương vấn, chẳng lẽ chỉ có non nước sao? Dĩ nhiên là còn bằng hữu. Hai vị đại nhân đã chăm sóc cho tài hạ không ít, Giáng Tuyền không bao giờ quên. Vậy thì Gia Ngọc thì sao? Công tử đối với nó như thế nào? Gia Ngọc không thể chấp nhận cuộc sống của tài hạ. Coi bộ hai chúng tôi không có duyên với nhau, về điểm này chắc là đại nhân biết rồi mà. Tần công tử, Gia Ngọc rất trân trọng tình duyên giữa hai người. Quả thật chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, tài hạ sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ là bị các cô gái khác phá hỏng mất thôi. Không đâu, chuyện này không liên quan đến người khác, mà là ở bản thân chúng tôi. Mấy cô gái đó đều là bằng hữu. Tài hạ rất chú trọng chuyện qua lại tình cảm giữa bằng hữu với nhau. Nếu Gia Ngọc chấp nhận tài hạ thì nên chấp nhận cả tính cách và phương thức sống của tài hạ. Đi du ngoạn với mấy cô gái đó có ý nghĩa lắm sao? Ở bên cạnh bằng hữu quả là được lắm đấy. Tần công tử, công tử đã để cho Gia Ngọc chịu tổn thương nặng lắm rồi. Vì bất đắc dĩ tại hạ mới chịu đau cắt thịt như vậy. Giảng Tuyền, trước khi công tử ra đi có thể đến gặp Gia Ngọc một lát không? Không. Tại sao vậy? Tại hạ dùng thân phận gì đến gặp muội ấy? Bạn trai à? Muội ấy không cần người như tại hạ. Giả lại tại hạ cũng không thể thay đổi mình. Tại sao không thể thay đổi bản thân? Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, một đời người. Vì nó bỏ ra một ít hy sinh cũng nên lắm mà. Tại hạ chỉ thích cuộc sống của tại hạ bây giờ. Nếu vì thành gia thất mà phải thay đổi, tại hạ thà không thành gia thất còn hơn. Công tử nên biết, thành gia lập nghiệp cũng là một thể đó. Thành gia lập nghiệp tại sao lại là một thể được? Tại hạ cảm thấy là hai sự việc. Tần công tử, có tổng đốc Tào Dận làm cha vợ của công tử thì đối với sự nghiệp của công tử giúp ích nhiều lắm đó. Người có năng lực muốn phát huy công lực của mình đôi khi cũng phải có một số đường lối. Lão biết công tử dựa vào thực lực để làm ra cục diện, nhưng nếu có lão đứng ra ủng hộ thì công tử sẽ làm rất nhẹ nhàng, cục diện cũng sẽ lớn hơn. Ý tốt của Lâm đại nhân, tại hạ xin cảm ơn. Tại hạ là một người tùy ngộ mà ăn. Cục diện mình làm ra lớn hay nhỏ tại hạ không để ý đến. Nhưng về mặt thành gia thất thì tại hạ không dám tùy tiện. Công tử có biết người muốn kết thân với Lâm gia chúng tôi là bao nhiêu không? Chắc là nhiều lắm. Có thể giẫm nát gạch cửa. Cho nên cơ hội của công tử đã tốt lắm rồi. Tại sao lại bỏ lỡ? Giảng Tuyền, bỏ lỡ cơ hội này cậu sẽ hối hận. Nói thật, cho dù tại hạ có kết thân với Lệnh Ái cũng không phải nể mặt tổng đốc phủ của đại nhân đâu. Trong lòng tại hạ, tổng đốc phủ không có phân lượng gì. Chẳng lẽ cậu muốn từ chối lão phu sao? Đây là chuyện của tại hạ và Gia Ngọc. Nếu Gia Ngọc có thể chấp nhận mấy vị bằng hữu đó của tại hạ thì tại hạ sẽ suy nghĩ lại. Tại vì đối với Gia Ngọc, tại hạ không phải là không có tình cảm. Gia Ngọc không chấp nhận mấy cô gái đó đâu, cho nên tại hạ chỉ còn cách xin lỗi thôi. Coi bộ cậu không nể mặt lão phu rồi. Cậu biết từ chối lão phu thì sẽ có kết quả gì không? Kết quả là đại nhân sẽ giận dữ. Không những là giận đâu, một khi tổng đốc Tào Dận đã nổi giận thì ngày tháng của một số người không dễ sống đâu. Tần công tử, có phải công tử nên suy nghĩ lại không? Như vậy không phải là ỷ thế hiếp người sao? Hoàn toàn là đường lối vô lại. Người nào đang lúp lúp đó đó nói bậy ở đó vậy? Tần Giáng Tuyền là bằng hữu của tại hạ. Tại hạ không hy vọng có người hiếp đáp huynh ấy. Có gì ra đây nói đi.
Này, ra đây nói chuyện đi, để lão phu nói cho công tử biết cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti. Thật ra tại hạ không muốn ra đây gặp các vị đâu. Nếu các vị muốn dạy tại hạ đạo lý trưởng ấu tôn ti thì tại hạ phải ra đây học hỏi một lát. Thâm kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Đã biết cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti rồi phải không? Hạ quan đáng chết. Không biết hoàng thượng đang ở đây, xin hoàng thượng tha tội. Tần công tử, tiểu nhân nói công tử được là được mà. Kể cả bất ngôn bất hiền, trên đời này có mấy ai có thể ngang bằng hoàng thượng? Quả là không nhiều đâu. Hoàng thượng, ba chúng thần đã mấy lần phạm tội bất kính, quả là đáng tội, xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, chúng thần không biết, không có tội đâu. Người không có tội không phạt mà. Hai người như các khanh đây, hai câu đó nên để trẫm nói mới đúng. Tần Giảng Tuyên. Dạ. Trẫm đã nói sẽ tặng cho khanh một món lễ vật. Tần Giảng Tuyên tài hoa xuất chúng, có cách xử án, đúng là nền tảng đất nước, trụ cột triều đình. Trẫm có kỳ vọng rất lớn ở khanh. Bây giờ chức quan của khanh được thăng đến nhất phẩm, chức vụ là tuần phủ tám tỉnh, thay mặt trẫm thị sát dân tình, phò chính diệt loạn, thăng chức cho người thanh liêm, nghiêm trừng tham quan, xét xử ác bá. Mong khanh không phụ lòng mong đợi của trẫm. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh đứng dậy hết đi. Dạ hoàng thượng. Tại sao hai khanh không đứng dậy? Tiểu thảo dân chúng thần làm gì dám đứng dậy? Hoàng thượng phong cho công tử thì xong việc sao? Đúng vậy, hoàng thượng phong cho công tử chúng ta đại viên nhất phẩm. Đúng rồi, phong chúng thần tứ phẩm ngũ phẩm là được rồi. Hai tên mặt dày này, tứ phẩm ngũ phẩm đều không phải giống như Dư đại nhân và Lâm đại nhân rồi sao? Vậy thì càng tốt, để tránh lúc nào ông ta cũng lấy chiếc mão lớn ra đè chúng thần. Được rồi, phong cho hai khanh chức ngũ phẩm thị vệ, được chứ nào? Giống như tiểu vũ, tạo hoàng thượng, tạo hoàng thượng. Quả thật đây có chút không quen. Không ngờ hoàng thượng hỗn láo. Mặc kệ khanh ấy đi, quá gò bó thì sẽ mất vui. Tần huynh à, dù thảo dân có lá gan lớn bằng trời cũng không dám làm tần huynh của hoàng thượng đâu. Đây là quan ấn của khanh, khanh giữ kỹ, không nhỏ đâu. Còn là quan phục của khanh, mặc lên thử đi. Dáng người của hai chúng ta gần giống nhau, trẫm chiếu theo dáng người của trẫm để may cho khanh. Tạ chủ long ân. Đợi sau khi thần làm xong việc mới thử cũng không muộn. Trẫm còn ban thêm cho khanh một đạo kim bài, trên đó có bốn chữ như trẫm thân lâm. Khanh cầm lấy nó có thể tiền trảm hậu tấu, còn có thể điều động quân đội địa phương. Tạ hoàng thượng, như vậy thì có phần thắng hơn rồi. Lâm đại nhân, dưa hái ngang không ngọt đâu. Chuyện của người trẻ tuổi hãy để cho họ tự quyết định. Nếu không có mấy cô gái đó, mấy cô gái đó cũng là bằng hữu của hoàng thượng. Thật ra Gia Ngọc cũng có thể trở thành bằng hữu, ai bảo khanh ấy không chịu trân trọng. Nếu tiểu nữ biết mấy bằng hữu này là bằng hữu của hoàng thượng nhất định chấp nhận, xin hoàng thượng nói giùm đi. Chuyện này thì trẫm không dám can thiệp. Vì tần đại nhân này, nếu khanh ép khanh ấy quá thì khanh ấy sẽ rủ tay không làm nữa. Trẫm đã không gặp ít người rồi, người không hề ghi công danh trong trái tim mình chính là khanh ấy. Ông không nghe nói sao, khoa cử lần trước trên kinh thành, cười ngủ từ đầu đến cuối trong khảo trường chính là Tần công tử, bây giờ là Tần đại nhân. Là Tần công tử à? Con nghe nói rồi. Chính là người viết buồn ngủ muốn ngủ đó. Lúc đó tài hạ quả là rất buồn ngủ. Sau khi nghe chuyện này, Gia Ngọc đã khâm phục một thời gian dài lắm. Tần đại nhân à. Đại nhân, vẫn gọi tài hạ là Giảng Tuyền đi, êm tai hơn. Được, Giảng Tuyền à. Lão phu về nhà sắp xếp một ít cơm canh, công tử với hoàng thượng cùng đến nhà lão phu nói chuyện với Gia Ngọc một lát, được không vậy? Lâm đại nhân, ý tại hạ đã quyết, đừng nên nói thêm nữa. Hoàng thượng, chuyện không nên chậm trễ, ba người chúng thần có thể khởi hành ngay không? Được, các anh đi. Vậy xong việc thì thần còn phải làm gì đây? Vào kinh đi gặp trẫm, chúng ta uống rượu. Này, ở chỗ hoàng thượng có rượu ngon đó. Hoàng thượng, sau khi đến kinh thành, cho thần trông coi hầm rượu cho hoàng thượng nhé. Còn có thần nữa. Không cần đâu, hầm rượu đó hãy để cho trẫm tự trông coi.
Vậy thì Di Thần xin cáo lui. Hai vị đại nhân, tạm biệt. Bất ngôn bất hiền. Dạ, chúng ta chuẩn bị nhanh lên. Dạ.